Hoàng tử Harry muốn rời khỏi hoàng gia Anh trước khi kết hôn với Meghan. Có vẻ như hoàng tử Harry đã có hiềm khích với các thành viên hoàng gia Anh từ trước khi anh gặp gỡ Meghan Markle. Tác giả Angela Levin của cuốn sách Harry, A Biography of a Prince đã tiết lộ những chia sẻ của hoàng tử Harry trong một buổi phỏng vấn diễn ra từ năm 2017. Theo đó, vị tác giả này cho biết hoàng tử Harry đã tuyên bố mong muốn thoát khỏi cuộc sống hoàng gia dù lúc đó chưa kết hôn với Meghan. Tôi đã có nhiều năm chịu đựng và còn không muốn lớn lên, Harry chia sẻ với nhà văn Angela Levin. Tôi cảm thấy mình muốn rời đi nhưng rồi lại quyết định ở lại, tìm kiếm một vị trí cho mình. Ở thời điểm đó, Harry đã nhắc tới mong muốn có một cuộc sống bình thường và hy vọng bản thân có thể đủ may mắn để có con trong tương lai. Ở thời điểm đó, Harry đã nhắc tới mong muốn có một cuộc sống bình thường với hy vọng bản thân có thể đủ may mắn để có con trong tương lai. Tuyên bố này của Angela Levin khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi trước đó nhiều người tin rằng mối quan hệ của Harry và các thành viên Hoàng gia Anh đều rất tốt đẹp và chỉ trở nên tồi tệ sau khi kết hôn với Meghan Markle. Cũng theo góc nhìn của nữ tác giả, Harry là một hoàng tử với nhiều tổn thương và không phải là một kẻ hay than vãn như những gì truyền thông Anh miêu tả. Những tổn thương này được cho là đã ngày một nhiều thêm sau tuổi thơ buồn bão của hoàng tử. Đến năm 2020, Harry và vợ Meghan đã đưa ra một quyết định gây sốc khi chuyển tới Bắc Mỹ và rút lui khỏi vị trí thành viên Hoàng gia Anh. Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa hai vợ chồng Harry Meghan với Hoàng gia vẫn vô cùng căng thẳng. Thậm chí, dù Harry tham dự lễ đăng quang của vua sát, nhưng anh vẫn hoàn toàn kín tiếng và nhanh chóng rời khỏi anh sau khi lễ đăng quang kết thúc thay vì ở lại cùng gia đình mình.